thế hệ trẻ thành phố Cần Thơ cũng khắc ghi lời dạy và nguyện hành động theo gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để phấn đấu trong học tập, lao động và công tác. Vinh dự được gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào dịp tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 vào năm 2022 tại Hà Nội. Anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn phường Cái Khế, nhớ như in những lời căn dặn của Tổng Bí thư với thanh niên về năm tiên phong. Tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng, tiên phong trong học tập rèn luyện, tiên phong tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong việc khó, việc mới, sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng. Tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc. Bản thân cố gắng hơn nữa trong cái việc mà phát huy vai trò của thanh niên tại địa phương, cũng như là bản thân cũng sẽ cố gắng học tập và làm tốt cái vai trò đó, và cũng sẽ hứa cống hiến hết mình vì tổ quốc, vì nhân dân và vì xã hội. Còn với sinh viên Nguyễn Tấn Lộc, trường Đại học Cần Thơ, mặc dù chưa có cơ hội gặp trực tiếp, nhưng những câu nói, lời phát biểu qua các phương tiện thông tin, cuốn sách mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết, luôn được Lộc đặt làm kim chỉ nam để phấn đấu, rèn luyện và noi theo. Bản thân em càng cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, không ngừng trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nâng cao tinh thần tự giác học tập và noi theo tấm gương sáng, nhân cách tốt và lối sống đẹp của Bác để là một người đoàn viên thanh niên ưu tú. Nhận thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trên các trang fanpage của tuổi trẻ, thanh niên thành phố Cần Thơ đã cập nhật các dòng trạng thái về sự tiếc thương vô hạn đối với người lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân cho đến những ngày cuối đời. Rất nhiều câu nói, những rất nhiều bài học mà Tổng Bí thư dành cho tuổi trẻ, để từ đó mà tuổi trẻ tiếp tục ra sức học tập, lao động, rèn luyện để luôn phấn đấu, là một người có tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn để đóng góp cái sức trẻ cũng như sự tình nguyện, sự sáng tạo của mình cho cái sự nghiệp phát triển của đất nước và của quê hương. Một trái tim lớn đã ngừng đập, nhưng những lời căn dặn, tư tưởng, tình cảm, đạo đức cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn được thế hệ trẻ thành phố Cần Thơ nguyện noi theo.